vi tuổi Mậu Thìn 1988, tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch, vận trình của tuổi Mậu Thìn khá suôn sẻ, thuận lợi. Họ có được những may mắn trời ban, mọi nỗ lực cố gắng đều được ghi nhận và sẽ trở thành một trong số ít con giáp cực kỳ may mắn trong tháng cô hồn đầy ma quái. Như quý vị đã biết, tháng cô hồn bị tà ma phận hận đeo bám cũng bởi các linh hồn ngạ quỷ được thả về dương gian, mà trong số họ cũng có người tốt kẻ xấu. Nếu không cẩn thận mà phạm vào họ thì coi chừng bị ma quỷ đeo bám và xui liên miên kéo theo. Ấy thế mà những người tuổi Mậu Thìn lại bất chấp tháng cô hồn, họ cứ nỗ lực phấn đấu vượt lên như diều gặp gió trong tháng cô hồn này. Sự thành công của họ khiến cho không ít người phải canh ghét đố kỵ, nhưng cũng không khỏi nể phục trước những may mắn trời ban cho con giáp này. Để hiểu rõ hơn tại sao con giáp này lại được những may mắn và thành công như vậy, xin mời quý vị hãy theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi. Sau đây sẽ là phần tổng quan gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Tính cách người tuổi Mậu Thìn 1988, mệnh đại lâm mộc, có phần hướng nội, trầm tĩnh ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân, xử thế, không quá thiện tình. Cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Như vậy thì mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Mậu dương thổ gặp bình dương hỏa nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này gia chủ tuổi Mậu Thìn cần hết sức chú ý và cẩn trọng. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Mệnh chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc, khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn tài lộc đang đứng về phía mệnh chủ. Mệnh chủ có thể sẽ đạt được tài lộc, nhưng không phải để ý đến các vụ trộm. Cửa an toàn ở nhà chặt chẽ, cố gắng tránh đi đường tối. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Mậu Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Mậu Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc. Mệnh chủ dễ mắc sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng, trong khi cần phải bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Nếu mệnh chủ muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải thời cơ tốt,
mình chỉ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của mình cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến những quyết định sai lầm. Ngoài ra, các gia chủ tuổi Mậu Thìn sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải, xung sát, cho mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về tài lộc và tiền bạc. Tài lộc của mệnh chủ trong tháng này sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến mệnh chủ nổi bật và mang lại sự thăng tiến và được tăng lương. Người làm công ăn lương có thể có thêm những khoản thưởng nóng giúp mệnh chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Gia chủ tuổi Mậu Thìn nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ bị cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có biến cố gì đến với mình. Đặc biệt trong thời điểm này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Phòng sẽ giúp hóa giải những vận hạn, xua đuổi hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc. Đặc biệt, phòng sẽ như một quý nhân bảo vệ tương trợ mệnh chủ Mậu Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh, đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, chuyện tình cảm bản mệnh không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Mệnh chủ và người ấy thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau hơn, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng, có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 7 vừa gây căng thẳng cho mệnh chủ. Khuyên bản mệnh nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Mệnh chủ nếu còn độc thân cũng mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một nửa cho mình. Mệnh chủ tích cực, thích sống cuộc sống tự do, tự tại, thích làm những việc theo ý muốn nên không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Tuy nhiên, mệnh chủ đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng, mệnh chủ dễ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp giải đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Mậu Thìn còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng 7 này, người tuổi Mậu Thìn hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh, mệnh chủ phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại, vì những gì mệnh chủ làm hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai. Khi thời tiết thay đổi, mệnh chủ nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu có bệnh cảm mạo, đa phần đều được hóa giải, xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Những áp lực từ nơi làm việc sẽ khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày, làm cho thị lực của mệnh chủ ngày càng giảm. Kênh phong thủy Gia Cát khuyên mệnh chủ nên chăm tập thể dục thể thao, duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái,
gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa giải những thị phi, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thìn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch của gia chủ tuổi Mậu Thìn, để mọi người có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy theo dõi video. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tâm hợp tí, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 7 tới ngày 18 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Thân, Nạp Âm, Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 7 tới ngày 30 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Tuất, Nạp Âm, Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc diễn ra thuận lợi, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ Mậu Thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 7, tức ngày 17 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Đinh Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 7, tức ngày 29 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Dậu. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.